giai đoạn mà một cái vị hành giả thiền sinh bắt đầu tập thiền, mình có thể tập bất cứ một môn thiền gì cũng thế, nếu như mình nhất tâm trên cái môn đấy, trên cái pháp thiền đấy thì nó cũng đều sáng lên như thế, không có cái pháp thiền là nó không sáng lên như vậy cả. Thì khi mà nó sáng lên như vậy thì mỗi một người mình sẽ thấy cái ánh sáng đấy nó có những cái màu sắc và cái hình tướng nó khác nhau. Ví dụ như có những người thì thấy rằng là cái tự tướng này, cái ánh sáng này nó giống như bông hoa sen. Có những người thì thấy là nó giống như cả một vườn hoa. Có những người thì thấy rằng là cái ánh sáng này nó giống như mặt trăng, hay là giống như mặt trời, hay là giống như một cái đám lửa đang bùng cháy, hay là giống như một cái ngôi sao lấp lánh. Có người thì giống thấy nó giống như một tấm thảm. Có người thì thấy nó giống như một cái ngọn tháp. Và mỗi người sẽ thấy nó có những cái hình tướng nó phản chiếu khác nhau. Nhưng mà thực tế ra cái ánh sáng đấy nó lại là cái tưởng của mình. Bởi vì cái đấy là cái tâm của mình nó sáng lên. Khi mình tâm mình tưởng cái gì thì cái ánh sáng ấy nó có cái hình dạng của cái tưởng của mình thôi. À, mình tưởng ra cái gì thì nó có cái hình dáng của cái đấy. Chứ thực ra nó không phải là cái gì cả. Nó không, chứ thực tế nó không có hình dáng gì. Mà đấy là cái tâm của mình. Thì lúc ấy mình nghĩ nó giống cái gì thì nó giống cái đấy. Nhưng nếu như cái vị là thiền sinh đấy muốn thực hành tốt thì đừng có đi theo cái tưởng đó, đừng có để tâm vào cái ánh sáng mà tưởng ra một cái hình dáng gì hết, phải bỏ qua cái hình dáng, phải bỏ qua cái màu sắc. Và ở cái giai đoạn đầu thì vẫn cứ tiếp tục quan sát hơi thở và đừng để ý đến màu sắc, hình dáng, đến cái không gian của cái ánh sáng đấy thì nó sẽ tiến bộ. Còn nếu như mà mình đi theo những cái tưởng đấy, mà nếu như mà cái người thực hành thiền mà không có những cái vị thầy có kinh nghiệm để hướng dẫn thì vị này sẽ lạc lối ở đây. Tức là cái vị nào mà thực hành thiền mà tự mình thực hành ấy, là đến cái giai đoạn mà có được một chút định non yếu này và cái vị đấy sẽ bị lạc lối. Tức là lúc đấy những cái tưởng nó biến thiên, biến hình, biến tướng ra vô vàn những cái cảnh tượng khác nhau. Nếu như mà lúc đấy cái vị đó chỉ cần nghĩ rằng là à, kiếp trước ta là một người như thế nào nhỉ, rồi bắt đầu vị đó suy tư tưởng tượng, rồi bắt đầu những cái hình ảnh của kiếp trước nó hiện ra theo cái hình tướng tưởng tượng của vị đấy, rồi vị đấy nghĩ rằng à, mình nhìn thấy kiếp trước, rồi vị đó nghĩ là mình muốn nhìn các chư thiên hay là như thế nào thì mình sẽ nhìn thấy cảnh giới chư thiên hiện ra. Nhưng mà cái tâm của mình nó tưởng tượng đó, nó không thật. Mình sẽ có người sẽ thấy tưởng thấy là mình thấy Đức Phật, có người mình sẽ tưởng thấy mình thấy các cảnh giới địa ngục, hay là những cái người thân chết mình sẽ như thế nào, hay là tưởng tượng là mình đang nói chuyện với ai, với ai, bắt đầu sinh ra đủ mọi thứ ảo tưởng ở đó. Và nếu như là cái người nào mà cứ đi theo cái ảo, cái tưởng đấy thì bắt đầu cái tưởng càng lúc nó càng mạnh lên và cái người đấy sẽ rơi vào ảo tưởng, sẽ rơi vào hoang tưởng. Và lúc đấy vị đó sẽ sinh ra cái ngộ nhận, sẽ nghĩ rằng à, mình đã chứng đắc những cái pháp thượng nhân, những cái pháp thần thông, hay là chứng đắc những cái thánh quả nọ kia. Vì vậy cho nên là xưa nay sẽ có rất là nhiều người tu tập đến cái giai đoạn này và người ta tưởng tượng rằng mình đã thành tựu, mình đã chứng đạt được cái gì đó rất là cao thượng. Nhưng thật ra tất cả những cái đó chỉ là giả, chỉ là ảo tưởng không thật. Vậy thì cái vị nào mà muốn thực hành thiền đấy cho nó đi đúng cái giáo pháp và thành tựu được đúng giáo pháp thì vị đó phải tuyệt đối không đi theo cái tưởng đó.